cũng chính thức kết thúc cho sự kiện ngày hôm nay. Lời cuối cùng thì xin phép được mời Yoona, chúng ta sẽ gửi lời chào tạm biệt đến với tất cả quý vị khán giả đang có mặt. 부진한 팬분들과 인사할 수 있는 기회도 생긴 것 같아서 너무 기쁘고요. 앞으로도 이니스프리 모델로서 이렇게 뿌듯한 일들이 많이 있었으면 좋겠습니다. 많이 사랑해 주세요. 감사합니다. thêm nhiều hoạt động có ích hơn nữa, và với vai trò là một người mẫu của thương hiệu Innisfree thì cũng có nhiều hình ảnh đẹp hơn để gửi tới quý vị và các bạn, và mong nhận được sự cổ vũ. Cảm ơn Yoona rất nhiều, một tràng hát tay để cùng chào tạm biệt Yoona đúng không ạ? Chào. Thưa quý vị và các bạn thân mến, lời chia tay vừa rồi của Yoona cũng đã chính thức kết thúc sự kiện ngày hôm nay.